Xin chào các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Lâu lắm rồi hôm nay mới quay trở lại. Bởi vì tháng này là một tháng cách ly ở nhà, nên là Diana và Liam nhà rất là bận rộn. Hơn nữa mình cũng phải lấy sổ sách kế toán để làm, nên là thực sự là không có thời gian. Cũng vẫn có thời gian nấu nướng, nhưng mà quay phim thì không có thời gian, tại phải nấu cho nên nhanh để ăn. Hôm nay thì mình sẽ cùng vào bếp các bạn làm một món, đó là món rất là dân dã của người Việt mình, người miền Bắc. Món này của người miền Bắc mình nghĩ như vậy. Cái món là cá nục kho với lại riềng, nước chè và thịt ba chỉ, rất là ngon ha. Mình cái món này học được của mẹ đấy, mẹ rất hay kho cái cá nục, cái cá này cá nục hay là ở trong miền Nam gọi cá chích hay sao á. Để được làm món này thì mình sẽ cần 300g cá nục, 300 hay 400g thì đó, mình gọi là 600g thì mình làm cắt đầu cắt ruột đi. Còn như thế này, 200g thịt ba chỉ ha, các bạn dùng cái thịt ba chỉ này thì khi các bạn kho các không phải cho dầu nữa. Tất nhiên nó cũng có mỡ ha, nó sẽ có một chút cholesterol, nhiều cholesterol. Nếu mà ăn ngày nào cũng ăn thì nó không tốt, nhưng mà các bạn thỉnh thoảng mới ăn thì nó cũng chẳng sao cả. Nói chung là mình ăn rồi mình vận động thì nó cũng tiêu hao năng lượng gì hết. Có cái thịt ba chỉ này nó béo, cái cá nó sẽ béo, nó sẽ ngon. Mình cần 2 củ gừng, củ riềng này là riềng Việt Nam rất là ngon. Mỗi lần về quê là mình hay mang mấy cân riềng sang, rất là ngon. Và mình cho trong tủ đông, mình rửa sạch rồi cho tủ đông. Ba mấy mẹ làm, mấy em gái làm rồi rất là sạch sẽ cho tủ đông ha. Bây giờ thì cái riềng và cái thịt ba chỉ thì mình sẽ rửa dài ở cái lớp dưới ha các bạn. Rồi giờ mình sẽ cho cá vào nha. Cá đó, cá thì mình sẽ cho lên trên. Cá các bạn rửa sạch, cắt đầu, cắt đuôi rửa sạch, và các bạn ngâm với nước muối cho mình khoảng 10 phút, 5 đến 10 phút. Và sau đó mình sẽ bỏ ra, mình không cần phải rửa nữa. Tuy nhiên cái nước muối loãng này nha, đừng cho nhiều quá nó sẽ mặn, mình không phải rửa. Sau khi ngâm nước muối xong mình không phải rửa bằng nước, rửa lại bằng nước lạnh nữa, mình sẽ thế mình nấu luôn. Rồi bây giờ sẽ đến cái tiết mục là ướp ha. Mình sẽ cho 2 quả ớt này. Các bạn ăn cay lâu quá rồi, các bạn thích ăn cay thì các bạn hãy dầm cái quả ớt ra, còn nếu các bạn không thích ăn cay đây. Tìm thấy rồi, 2 quả ớt ha. Cái ớt này mình cho vào thì nó sẽ tanh, nó không tanh bằng còn nước. Đây là nước chè nữa ha, nước chè là mình cho vào trong nồi mình nấu. Cái này là chè nước trà, trà của Nhật. Các bạn ở Việt Nam mình có trà tươi, là dùng trà tươi rất là ngon, không mình dùng trà bút. Cái này ở đây mình không có chè đấy thì mình dùng chè Nhật Bản cũng rất là ok. Giờ thì tùy theo các bạn ăn ngọt hay ăn mặn như nào, mình thì nấu theo kiểu học ngày xưa học trong miền Nam ấy thì ăn nó cũng hơi ngọt ngọt chút. Mình cho một xìa đường ha, một muỗng, một xìa hay tiếng miền Nam gọi một muỗng canh đường á, ý là cái màu cá nó sẽ rất là đẹp ha, nó sẽ ngọt ngọt béo béo, cái vị cá với thịt ba chỉ nó sẽ quẹt lại. Rồi cái nguyên tắc ướp là ngọt, mặn, thơm, cay. Cái mặn thì mình sẽ dùng hạt dê, mình sẽ dùng, tại vì cá mình cũng ướp muối rồi đấy, nên là mình cho nửa cái muỗng canh. Muỗng này là thìa đó, tiếng Việt bác gọi là thìa. Canh bột nêm, rồi nước mắm, mình cho một thìa nước mắm ha. Bột hành. Tuy nhiên nếu các bạn không có bột hành hoặc tỏi, các bạn có thể dùng hành tươi và tỏi tươi trực tiếp, rất là ngon. Mình dùng này cho nó nhanh cũng hết luôn. Lại phải mua cái muối để cho hết
tiêu, bán hạt tiêu nha. Hạt tiêu thì cũng nửa uống cà phê, hạt tiêu tùy theo các bạn thích ăn nhiều hay ít. Mình rất thích ăn hạt tiêu, cho nhiều. Rồi giờ thì chúng ta sẽ không cần phải để ướp, mình sẽ cho trực tiếp vào nấu ngay, tại vì mình phải nấu một tiếng đồng hồ nên là cái nước những cái gia vị nó sẽ ngấm vào cá, nên mình không cần phải ướp trước. Giờ các bạn hãy cho mình trước nước lạnh ha, nước lạnh cho đến ngập ngập cá, rồi mình sẽ cho lên bếp mình nấu. Khi nào nước nó sôi lên nó cạn đi khoảng 1/3 thì mình sẽ cho nước chè vào. Mình cho lên bếp thì mình sẽ đậy vung lại, mình sẽ nấu khi nào mà cái nước nó sôi lên, cá nó sôi khoảng được 5 đến 10 phút thì mình sẽ mở vung ra. Cá kho là mình mở vung, sau đó thì mình sẽ đậy rồi sau khi các bạn đun khoảng khi nào mà nước nó cạn đi 1/3 thì các bạn sẽ cho nước chè vào. Các bạn cho nó ngập cá vào thì nó sẽ ngon hơn, cái cá nó sẽ ngấm toàn bộ hơn. Mình sẽ đun tiếp khoảng 1 tiếng nữa cho nên nhừ, rồi mình, nước nó cạn thì mình sẽ bắt ra hai các bạn. Rồi mình đậy vung nha. Đó. Voilà, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món cá kho nước chè, cá nục kho nước chè với thịt ba chỉ và ba gì đi em? Ba. Ok. Và riêng. Bây giờ mẹ thử nhá. Con thử không? Nè. Con thử miếng thịt ba chỉ không? Mình sẽ thử trước miếng cá. Này mình ăn với cơm trắng rất là ngon nhỉ. Con ăn ba chỉ. Ok, con thò tay vào. Bây giờ mình sẽ thử miếng thịt ba chỉ nha. Nó béo ngậy. Lại cay cay nữa. Ngứa không? Đi cầm, đi ăn bỏ cay. Nhà và trẻ nhỏ các bạn cẩn thận, nó có xương. Ba ba. Ngon. Há xương á. Rất là ngon các bạn. Con muốn ăn ok. Bạn thử đi nhá, ngon lắm. Chúc các bạn một ngày chủ nhật vui vẻ nhá. Bây giờ thì mình để chào tạm biệt các bạn, mình phải đi ăn đây. Nếu các bạn thích video này thì hãy like và chia sẻ cùng với gia đình để bạn bè và bạn bè để mọi người biết đến mình nhiều hơn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều, chúc các bạn một ngày chủ nhật vui vẻ. Bye bye. Bye bye. Bye bye.